Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm dưa cải ha. Mình làm cải với cải chua đó. Cho ngày Tết ăn với thịt kho tàu. Ở đây mình có 3 bịch, mình mua 3 bịch cải vậy nè. Mỗi một bịch nó vô 2 cây như vậy. Mua chợ Việt Nam. Lựa cái nào mà cái bắp nó có cái bắp như vậy là đừng có lá nhiều á thì mình muối cải mới ngon nha. Này mình muối cải mình không cần phải phơi nắng, mình làm cách muối này á, thì 3 ngày 4 ngày sau là mình có ăn này. Cái này ăn rất là lẹ mà nó nồng nồng cay cay rất là ngon ha các bạn ha. Thôi giờ mình bắt tay vào làm, mình đi rửa cải nha các bạn. Nhìn coi cây cải nó ngon dễ sợ chưa. Mình ở đây không có thời giờ để phơi nắng á, thôi giờ mình cắt cải ra mình đi rửa ha. Mình tách ra nè. Mình cắt đi cái cùi bỏ đi. Mình đi rửa cải nha. Rồi sau đó mình cắt khúc ra tùy ý thích của mình á. Sau khi mình tách cải ra hết vậy nè, từng bẻ hết vậy mình đem đi rửa nó mới sạch. Bây giờ mình bắt tay vào rửa ha. Mình rửa mình tách từng bẻ ra như vậy mình rửa nó mới sạch. Chứ không thôi có phân sâu bón người ta xịt sâu phân người ta xịt sâu cho cải đó, thuốc này kia đó, mình rửa cho nó sạch. Mình rửa sạch xong hết rồi bắt đầu mình mới cắt khúc mình đem đi trụng nước sôi. Giờ cải của mình đã rửa xong sạch rồi nè, mình rửa sạch xong xuôi hết rồi lần cuối thì mình ngâm dưới nước muối hoặc pha loãng nha, rồi mình rửa cho sạch. Rồi sau đó mình sắc ra cộng vừa vừa vậy nè, mình vừa ăn vậy nè, thì lá thì mình để riêng, còn cộng thì mình để riêng để chút nữa mình trụng cho nó dễ, mình khỏi phải lựa ra nữa. Khi mình cắt như vậy á, mình muối cải. Sau khi mình chừng nào mình ăn á, thì mình gắp ra rất là dễ cho mình. Mình không cần phải sắc lợi. Mình muối vậy xong rồi mình gắp ra mình ăn thôi. Hồi xưa mình thấy mẹ mình làm cái này á, làm dưa cải này cho ngày Tết á, thì phải phơi nắng, rửa cải rồi phơi nguyên một cây luôn vậy đó, muối nguyên một cây luôn tại nhà ăn nhiều thì mình muối nhiều, mình ăn ít thì mình muối ít thôi. Cái này muối thì nó xèo lại không còn nhiều hết á, mình để ăn lâu cũng được. Sau khi muối xong thì mình để chắc nước ra hết, mình bỏ vào trong tủ lạnh, mình để ăn dần sau rất là ngon. Giờ đây mình có nồi nước sôi, nó sôi lên rồi nè. Thì trong nồi nước sôi này thì mình cho một ít muối vào, muỗng canh muối, 1 tablespoon salt in here. And bây giờ cải mình cắt cọng riêng nè, mình cắt cọng riêng, lá riêng. Bây giờ mình trụng cái phần cọng trước ha. Làm này rất là lẹ. Mình cho vào, mình rửa sạch sẽ hết rồi đó, mình cắt ra. Bây giờ mình cho vào, giờ mình đảo đều lên nè. Mình đảo đều lên vậy xong giờ mình vớt ra. Mình không có trụng lâu.
mình vớt ra, bỏ ra cái rổ cho nó ráo nước. Rồi để cho nguội mình mới cho vô keo. Mình làm như vậy cho tới khi hết nha. Rồi khi mà các bạn vớt ra thì cải cái chút nữa mình vớt ra tiếp tục nữa, nó có cái độ nóng đó, làm cho cải chín thêm nữa. Mình vẫn tiếp tục bỏ như vậy cho đến khi hết thôi. Rồi mình cho đảo đều lên, rồi rớt vớt ra mình làm cho đến khi hết thì bắt đầu mình mới trộn vô cái phần lá. Lá mình trộn sao, tại vì lá trộn rất là lẹ. Làm như vậy ăn cũng giòn dữ lắm. Còn cải rất là giòn, mình không cần phải phơi nắng. Tại mình cũng không có thời giờ á. Mình làm cách này đi cho lẹ và dễ sinh nữa. Đây là tới phần lá cải, mình cũng vẫn tiếp tục mình trụng như vậy ha, rồi mình vớt ra. Sau khi các bạn trụng cải xong rồi đó, thì cái nồi nước này á, các bạn đừng có đổ nha. Cái nồi nước này đừng có đổ. Đun sôi lại trở lại, hoặc nếu mà ít nước thì cho thêm nước vào. Rồi cho nó sôi thật sôi lên, mình bỏ 2 muỗng canh muối vào. Cho 2 muỗng canh muối vào ha. Thì tùy, cái này là tùy theo, cái này tùy theo ý thích của gia đình của mình ăn nha. Nhiều khi các bạn thì làm ít quá, có bạn thì làm nhiều quá đó. Thì ở đây mình làm 6 cây cải to đó. Mình cũng quên coi bao nhiêu pound nữa. Kế tiếp thì mình cho 2 muỗng canh đường vào luôn. 2 muỗng canh đường. Mình nêm nếm cho nó vừa ăn. Mình nêm nếm cho nó vừa. Rồi mình cho một ít giấm vào luôn ha. Nó rất là lẹ chua, ăn rất là ngon. Cho một ít giấm vào. Tùy ý thích của gia đình của mình nha. Bạn làm ít thì nêm ít lại, còn làm nhiều thì mình nhân lên. Rồi mình nêm nếm lại thử coi có vừa chưa. Vậy là vừa lắm rồi nè. Mình cho khoảng 3 muỗng canh giấm, 2 muỗng đường, 2 muỗng muối. Nãy trong cái nồi nước mình trụng cải đó, nó có muối trong đó sẵn luôn rồi. Cái này khoảng chừng 3 lít nước nè. Đây là rổ cải mình trụng xong hết rồi, nhìn thấy ngon xanh dờn luôn nè, các bạn thấy không? Lá mình để riêng nè. Lá mình để riêng, cọng mình để riêng, nhìn thấy rất hấp dẫn ghê ha. Ngon ghê luôn á. Thì cái này để cho tất cả nguội hẳn hết mình mới cho vô keo. Nồi nước đây sôi thật là sôi lên rồi, mình cũng tắt lửa luôn. Rồi để cho nguội, thật nguội mình mới cho vào keo, mình nhận vào hũ ha. Tùy theo các bạn muốn làm hũ thủy tinh hay là hũ nhựa gì đó, tùy theo ý thích của mình ha. Đây là cái cải của mình đã trụng nước sôi xong xuôi hết, mình để nguội nè các bạn. Thôi giờ mình chất vô keo ha. Mình cho vào keo. Nhưng mà mình nhớ cái keo này, cái keo nào mình ngâm dưa chua đó thì mình nhớ trụng nước sôi cho sạch lại ha. Mình chất vào để cho ráo, rồi mình chất vào, rồi mình đổ cái nước đó vô.
mình nhớ ém cho nó chặt chặt xuống nha. Rồi nhìn được một cái ao dưa chua ngon ghê không nè. Ăn với mình để dành ăn chung với thịt kho tàu cho ngày Tết. Hủ keo đẹp ghê chưa đó. Xong rồi bây giờ mình đổ nước mình nấu chín đó để nguội đó, cái nước trụng cải đó mình để nguội á. Bây giờ mình cho vào, cho ngập trên mặt luôn nha. Bây giờ là mình có được một hũ keo dưa chua, dưa muối, cải muối. Rồi mình lấy cái food wrap á, mình đậy lên. Đây là cái food wrap mình đậy lên. Nắp mình đậy lại. 3 ngày sau là đây là dưa cải của mình 3 ngày. Đây là cây dưa muối. Mình đã gấp ra ăn nè. Nhìn cái màu vàng ươm đẹp chưa? Chúc cả nhà làm món dưa cải này cho gia đình của mình rất là giòn tan luôn á. Giòn khố luôn. Rất là ngon. Xin chào tạm biệt. Bye bye.